Ý nghĩa của đạo hiệu thiên tâm bên dưới là trái tim, tim trái tim. Bên trên chữ thập đây, chữ thập. Gạch ngang có nghĩa là bình đẳng tôn giáo, sắc tộc, giới tính. Gạch sọc có nghĩa là hướng thượng, nghĩa là lúc nào mình nghĩ là mình chỉ xuống đây mình học hỏi thôi, mình phải đi về nhà là hướng thượng. Là cái dấu này sẽ nhắc nhở về dấu bình đẳng hướng thượng. Hướng lên đấng thiêng liêng tối thượng của niềm tin, nói chung ý nghĩa của đạo hiệu tâm bình đẳng và hướng thượng. Tâm bình đẳng và hướng thượng. Thiên tâm trái tim của Thiện Đế yêu mọi loài chúng sanh, tình yêu thương bao la không phân biệt. Thiên tâm cũng có ý nghĩa là trời và Phật. Tâm là Phật, thiên là trời, đạo thiên tâm là đạo trời Phật, rồi thiên đạo. Đạo thiên tâm chỉ thờ trời. Sau này đạo thiên tâm thống nhất thế giới, chỉ thờ có mình cha thôi nha, không có thờ ai hết. Nhưng mà mình học theo cái process, mà học theo cái công thức của Phật. Tại cái công thức đó nó áp dụng rất là tốt. Đạo Phật không có đổ máu, biết luân hồi nhân quả. Còn đạo Hồi giáo, đạo Công giáo họ không có biết tái sanh là gì chứ á. Chỉ học phương cách như là đạo Phật. Trong tương lai sẽ thống nhất tất cả các đạo, đưa nhân loại tiến hóa cao hơn và thoát luân hồi sanh tử. Là tự đốt đuốc mà đi, đạo này không cần thầy, chỉ cần hướng đông bắc mình lại, xong mình đeo cái này rồi mình học Phật là mình được thành Phật. Chứ mình giờ mình theo thầy là mình đi xuống không á, chứ không có mong đi lên. Thần y của đường cơ, cái nghe là người tù của Cộng sản Việt Nam từ Nam bị đưa ra các trại tù ở miền Bắc. Điển hình là trại tù 3 sao ở Nam Hà, được chúng chia ra từng khối theo ban ngành như cảnh sát, tình báo, hành chánh. Mỗi khối chúng chia ra thành từng đội, mỗi đội độ khoảng 35-40 người. Có một người đội trưởng do chúng cắt cử cũng là tù nhân. Khi đi lao động bên ngoài, anh đội trưởng chỉ định một người là do nấu nước hay hâm nóng thức ăn cho anh em tù. Trong phạm vi đội của chúng tôi có anh Trần Khải Trung. Anh Trần Khải Trung, thiếu tá cảnh sát, phụ trách phần này. Sau khi nước nóng được phân chia đầy đủ, anh lang thang đi kiếm củi để dành nấu cho lần sau. Trại tù Nam Hà tọa lạc trong một vùng núi voi có những hang động rất sâu. Thỉnh thoảng anh gặp những con kỳ nhông rất lớn, sóc, vân vân, nhưng không dám bắt. Một hôm anh phát hiện một con cua núi khá lớn ở tù đang đói, mà bắt được của quý này thì đúng là trời thương. Anh nướng con cua để ăn, không biết anh có cho ai biết không. Ngày hôm sau, tự nhiên người anh mặt mũi tay chân sưng dù lên, da nổi màu đen sẫm. Ở trong hoàn cảnh tù đài, thuốc thang không có để chữa và cũng chẳng biết chữa cách nào, bệnh tình của anh được chư vị biết là nhờ thần y. Ở bên Cổ Vi cũng có thần y nữa, tìm cách cứu chữa. Trong một buổi cầu cơ vào ngày sau đó, chúng tôi được chư vị sắp xếp dặn dò ngày giờ có thần y giáng thế và cứu chữa. Có một trở ngại là trước mặt có một đội tuần, đội của nhóm chúng tôi bị biên chế. Anh Đại và anh Khuê bị đổi xuống buồng 17. Tôi và anh Trung, anh Loan cùng các anh khác vẫn ở lại buồng 4. Cho nên buổi lễ cầu cơ để thần y chữa bệnh cho anh Trung theo chúng tôi nghĩ hơi khó khăn. Nhưng không, chư vị thần y sắp xếp giờ giấc thật là kỳ diệu. Buổi cầu cơ hôm trước thần y dặn đêm mai cả tù nhân vào buồng. Khoảng nửa giờ sau, anh Trung nằm và đặt tay phải lên một cái gối như người bệnh, đặt tay cho thầy Lan bắt mạch. Tức nghĩa là cứ để cái tay anh gói vậy nè, nhưng mà thật sự